Kính chào anh chị em, chúng ta cùng lắng nghe và suy niệm đoạn tin mừng của ngày 26 tháng Giêng, lễ Thánh Timôthê và Thánh Tito Giám mục. Tin mừng theo Thánh Luca. Khi ấy, Chúa Giêsu chỉ định 72 môn đệ khác và sai các ông cứ từng hai người một đi trước vào tất cả các thành, các nơi mà chính Ngài sẽ đến. Người bảo các ông, lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít, và anh em hãy xin chủ mùa sai thợ ra gặt lúa về. Anh em hãy ra đi, này thầy sai anh em đi như chiên con đi vào giữa bầy sói. Đừng mang theo túi tiền, bao bì, giày dép, cũng đừng chào hỏi ai dọc đường. Vào bất cứ nhà nào, trước tiên hãy nói bình an cho nhà này. Nếu ở đó có ai đáng hưởng bình an, thì bình an của anh em sẽ ở lại với người ấy. Bằng không, thì bình an đó sẽ trở lại với anh em. Hãy ở lại nhà ấy, và người ta cho ăn uống thức gì, thì anh em dùng thức đó. Vì làm thợ thì đáng được trả công. Đừng đi hết nhà nọ đến nhà kia. Vào bất cứ thành nào mà người ta tiếp đón thì cứ ăn những gì người ta dọn cho anh em. Hãy chữa những người đau yếu trong thành và nói với họ, triều đại Thiên Chúa đã đến gần các ông. Đó là lời Chúa. Kính thưa anh chị em, đoạn kinh thánh này diễn tả cuộc truyền giáo rộng lớn hơn cuộc truyền giáo lần thứ nhất của 12 tông đồ. Đối với người Do Thái, số 72 là một con số biểu tượng. Đó là số các kỳ mục đã được lựa chọn để giúp đỡ Môsê với phần sự điều khiển hướng dẫn dân chúng trong hoang địa. 70 kỳ mục. Số đó cũng được coi như số các nước trên thế giới thời bấy giờ. Luca là người có tầm mắt quốc tế. Có lẽ Ngài đang nghĩ đến một ngày mà mọi nước trên thế giới sẽ nhận biết và yêu mến Chúa Giêsu như Ngài đang yêu mến vậy. Ở đây lóe lên một tia sáng rất ý nghĩa. Một trong các thành bị rủa sả là thành Khô-rê-din. Chắc Chúa Giêsu đã làm nhiều việc lớn lao tại đó. Các sách phúc âm không nhắc đến tên Khô-rê-din và chúng ta không được biết một việc nào Chúa Giêsu đã làm hay một lời nào Ngài đã nói tại đó cả. Điều đó chứng minh là còn biết bao điều chúng ta chưa được biết trong cuộc đời của Chúa Giêsu. Đoạn Kinh Thánh cho ta biết mấy điều hết sức quan trọng về người rao giảng lẫn thính giả. Người rao giảng không nên mang nhiều đồ vật. Người ấy cần lên đường một cách nhẹ nhàng. Chúng ta rất dễ bối rối và vấn vương trong những sự thế tục. Nghĩ cho kỹ, ta không nên bám víu vào cuộc sống thế tục mà quên lo cho đời sau. Người rao giảng cần phải chú tâm vào bổn phận của mình. Người ấy không được chào ai dọc đường. Điều này nhắc lại lời Elise dạy dỗ đệ tử của mình là Gehazi trong sách các vua quyển thứ 2, đoạn 4 câu 19. Con đừng chào hỏi ai dọc đường. Đó không phải là dạy làm điều bất lịch sự, nhưng là người của Thiên Chúa không nên quay ngang hoặc trì trệ vì những điều nhỏ nhặt, đang khi những việc lớn chờ đợi kêu gọi mình. Người rao giảng không nên làm việc để kiếm tư lợi. Người ấy nên ăn những món người ta dọn cho mình. Không nên đi từ nhà này qua nhà khác, cố ý tìm nơi dễ chịu hơn, đầy đủ tiện nghi hơn. Xin Đức Mẹ, Thánh cả Giuse, Thánh Timôthê và Thánh Tito chúc lành cho chúng ta, giúp chúng ta hiểu và sống lời của Chúa hôm nay, can đảm hy sinh làm chứng cho Chúa qua đời sống của chúng ta, qua việc rao giảng tin mừng để xây dựng nhiệm thể của Chúa, xây dựng hội thánh Chúa trên trần gian này, góp phần đem ơn cứu độ đến cho mọi người.
Amen.